Chào mừng các bạn đã đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Trước khi vào bài học mới, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi. Trò chơi có tên là Ông Non Học Việt. Các bạn hãy giúp ông non vượt qua thử thách sau nhé. Câu hỏi thứ nhất, trong bài tập đọc đối đáp với vua, Cào Bá Quát là người như thế nào? A. Thông minh nhanh trí. B. Rụt rè. C. Nhút nhát. Các bạn hãy chọn cho mình câu trả lời đi nào. Và thời gian đã hết, các bạn đã có đáp án cho mình chưa nào? Và đáp án của cô là câu A. Thông minh nhanh trí. Chúc mừng các bạn đã giúp cho ông non vượt qua câu hỏi thứ nhất. Đến câu hỏi tiếp theo. Trong bài tập đọc đối đáp với vua, vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu? A. Ở Huế. B. Ở Hồ Tây. C. Ở Thăng Long. Các bạn chọn cho mình đáp án đi nào. Và đáp án của cô là câu B. Ở Hồ Tây. Chúc mừng các bạn đã giúp được ông non của chúng ta học việc thành công. Và như các em biết đấy, trong cuộc sống của chúng ta, âm nhạc mang lại cho con người biết bao điều kỳ diệu. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với tiếng đàn violon của một bạn nhỏ. Các em cùng chú ý để biết tiếng đàn của bạn hay như thế nào nhé. Và bài tập đọc ngày hôm nay của chúng ta có tựa đề là Tiếng đàn. Các em hãy quan sát và lắng nghe cô đọc để xem bài ngày hôm nay của chúng ta gồm có bao nhiêu đoạn. Tiếng đàn. Thủy nhận cái đàn violon, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. Sau đó em bước vào phòng thi, ánh đèn hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của em. Em nâng đàn đặt lên vai. Khi Ac-xê vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ. Những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Vầng trán cô bé hơi tái đi, nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động. Tiếng đàn bay ra vườn, vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa 10 giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bỗng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp, theo Lưu Quang Vũ. Vừa rồi các bạn đã lắng nghe cô đọc và chúng ta quan sát thấy bài ngày hôm nay có thể chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là từ đầu cho đến khẽ rung động. Đoạn thứ hai là đoạn còn lại từ tiếng đàn cho đến những mái nhà cao thấp. Tiếp theo trong bài tập đọc chúng ta cần luyện đọc các từ sau. Các bạn hãy lắng nghe và đọc theo cô. Vi ô long. Vi ô long. Ac-xê. Ac-xê. Các bạn lưu ý nhớ cong lưỡi ở tiếng C. Sẫm màu. Sẫm màu. Các bạn nhớ chú ý thanh ngã. Trong trẻo. Trong trẻo. Lướt nhanh. Lướt nhanh. Nào chúng ta cùng đọc lại tất cả các từ. Vi ô long. Ắc xê. Sẫm màu. Trong trẻo. Lướt nhanh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần giải nghĩa từ khó. Từ đầu tiên là từ lên dây. Lên dây có nghĩa là chỉnh dây đàn cho đúng chuẩn. Tiếp theo là từ ac-xê. Ac-xê có nghĩa là cái cần có căng dây để kéo đàn violon. Và các em quan sát trên màn hình, đây được gọi là ac-xê. Dân chài. Dân chài có nghĩa là người làm nghề đánh cá. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn giải nghĩa từ khó hiểu và luyện đọc từ. Tiếp theo trong bài cô nhận thấy có một số câu và một đoạn các bạn cần phải luyện đọc. Các bạn hãy lắng nghe cô đọc đoạn sau và chú ý xem cô ngắt nghỉ hơi chỗ nào và cô nhấn giọng ở những từ ngữ nào nhé.
Khi Jay vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Vầng trán cô bé hơi tái đi, nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động. Các bạn hãy so sánh xem mình suy nghĩ của mình có giống với đáp án của cô nhé. Và các bạn hãy nhớ dùng bút chì đánh dấu những chỗ mà cô ngắt nghỉ hơi và những cụm từ mà cô đã được in màu khác, thì các bạn nhớ đọc, phải nhấn giọng biểu thị tình cảm cảm xúc của mình. Bây giờ cô sẽ đọc cho các bạn nghe lại một lần. Khi Akshay vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Vầng trán cô bé hơi tái đi, nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động. Các bạn đã nắm được cách đọc chưa nào? Bây giờ các bạn hãy thử đọc thầm lại bài này một lần. Và để hiểu được nội dung bài ngày hôm nay thì cô và trò chúng mình cùng nhau bước sang phần tìm hiểu bài và bộ câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Thủy làm những gì để chuẩn bị vào phòng thi? Em hãy đọc thầm đoạn 1. Và các bạn hãy so sánh câu trả lời của mình với đáp án của cô. Để chuẩn bị vào phòng thi, Thủy nhận cây đàn, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. Tiếp theo, chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Tiếng đàn của Thủy được miêu tả qua những từ ngữ nào? Em hãy đọc thầm đoạn 1 để tìm cho cùng câu trả lời. Các bạn đã có đáp án cho mình chưa nào? Hãy so sánh đáp án với đáp án của cô. Tiếng đàn của Thủy được miêu tả qua những từ ngữ. Trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Em hãy tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng như hòa với tiếng đàn. Em hãy đọc thầm đoạn 2 để tìm cho mình câu trả lời.